Đại ca của đại ca là nếu mà có dịp sang Bắc Giang là mày là không được là dọa đại ca của đại ca đâu nhé. Không được cho ăn củ đậu bay đấy nhé. Nghe rõ ràng vào tên gì? Đại ca của đại ca là đại ca Phương Bê Tông. Đúng rồi. Đến mày nghe đại ca dặn chưa? Đúng rồi. Bảo đại ca vào đấy là mày phải nhớ mày. Đúng rồi. Đấy cái thằng mà chọc chọc hay đi với phu đây ấy. Đúng đó đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, nó là đại ca của đại ca. Ok, anh chào Quang nhé, anh chào em. Đại ca, em dặn rồi. Rồi. Đại ca yên tâm đi. Mày dặn nó vào đấy là anh chào Quang nhá. Chào em. Tạp hết thì đại ca em dặn rồi. Đại ca cứ yên tâm. Tạp hết thì em đưa đại ca đi Trần Duy Hưng cái. Cái gì? Tạp hết thì anh em. Đại ca cũng mong gái à? Có chứ anh. Tưởng đại ca này không chơi gái nhỉ? Chả máu hay sao? Sao mắt anh chả nhìn cái giáo này? Hả? Vậy em đọc rồi ta chả nhìn thì cái chữ ra chùm cốt pha. Trong mắt anh giờ chả nhìn thì một cái giáo luôn. Vừa nãy nhìn rõ bây giờ mờ ấy nhỉ. Em tua chữ lên cho anh được không? Mà thằng nào sao chúng nó bảo anh Phương là chùm cốt pha. Chùm cốt pha là gì? Cốt pha. Cốt pha thì cũng là bê tông. Nó cũng vẫn là đổ lên đấy mà. Chống ấy. Cốt pha cứng hơn bê tông ấy. Bê tông mà không có cốt pha thì không bao giờ là nó sập luôn đấy. Mấy cái công trình cầu. Nhưng sao mắt anh bây giờ chả nhìn cái đéo nhỉ? Nhưng mà mấy cái công trình thứ tử mắt anh chả nhìn cái đéo em chiếm tua lên cho anh. Em đọc hộ thùng cốt pha. Mắt anh chả nhìn chú chiếm tua chữ lên cho anh. Cái công trình xây cầu nó bị sập ấy là nhà anh Phương cấp bê tông đấy. Nhưng mà lại trộn nhầm với đất. Cảm ơn ông Quang Minh nhá. Bê tông người ta trộn với nhà xi với nhà vụ. Chúng mày nhá, Quang em. Bọn em đừng bao giờ hỏi. Quang nhá. Bọn em đừng bao hỏi một cái gì thêm về anh Phương lần sau, em hiểu chưa? Cuộc sống này Phương ái, ái đâu mà ái. Có làm thì với có chùm ăn. Thế giới em bảo ai. Bọn em đừng hỏi lần sau nhá. Bọn em, anh Phát Hà Chiêu, bọn em đừng hỏi anh một cái gì cả. Hiểu không? Nói chuyện, nếu như có gì thì cứ gặp thằng Huấn. Để anh với gặp Hà nó trả lời. Còn anh không bao trả lời bất cứ gì trên mạng này, em hiểu không? Dạ. Nha. Em thật mẹ nó nổi về thế, trên thế giới có ai ổn không? Ổn anh toàn là... Cái gì? 350 triệu một cân. Toàn là dùng sữa bò và nuôi ấy, trong nó ngọt nào. 350 triệu một cân rồi đấy. 350 triệu một cân. Nó đang bảo anh là anh đổ bê tông sập mấy cái nhà rồi kìa. Nếu mà anh mà đổ sập thì thằng Huấn làm gì có nhà ở như bây giờ, mày biết đâu. Cầu nó anh cấp bê tông sập rồi. Chúng mày chưa biết anh liên kết với cả bác Vượng như nào, chúng mày làm sao hiểu được. Biết cái gì? Nên cầu nọ anh cấp chắc là sao đây, cầu là cứng quá sập à? Nhà anh gần hố bom mà. Thì đưa ra anh số là taxi để anh về nhá. Yên tâm. Ai đây Quang à? Ok, cảm ơn Quang nhá. Cảm ơn em. Bọn nó đang bảo nhà anh gần hố bom. Bom ăn thua gì em? Anh nằm bê tông để gần hố bom. Anh ơi. Anh tập trung nhậu. Cho để anh Huấn đi. Anh em đi Trần Duy Hưng. Khổ thân anh Thuận. Cái gì? Mày anh chưa nghỉ làm sao dám làm nghỉ? Đại ca chưa nghỉ làm sao em? Chạy hết, ngồi hết đấy. Ai sợ thì đi về không? Mày để đại ca thoải mái đi. Mấy khi em muốn đưa đại ca đi đổi gió ở Hà Nội ca. Thông cảm đại ca mãi chưa có mối tình vất vai. Đại ca. Anh em. Hôm nay đại ca đi đá phỏng. Anh nói cho mày biết này, bây giờ anh tuyên bố 17.000 người đang xem này. Nếu thằng nào động đến Huấn Hồng là phải bước qua hai Yên Bái. Đúng rồi đại ca. Kìa anh ấy Huấn rồi. Đại ca. Đại ca có đi đá phòng để sắp xếp. Chú làm mất mặt anh quá. Cảm ơn Quang Minh nha. Lỗi thật là nhà anh ấy cưa bom mà. Vẫn còn hết rồi anh. Bác kìa. Thôi mê cái bình này mình giới thiệu mọi người. Thôi em. Bởi vì nào em. Không, quả này không dặn. Quả. Đại ca. Hả? Bây giờ đại ca đi đá phòng. Mày bảo ai đại cho ca đi cho em đặt phòng. Một bộ cốt pha. Cho em đặt một bộ cốt pha đổ mái bê tông anh nhá. Đi mẹ nhà mày chắc chắn sập. Anh Huấn anh đâu bảo sẽ sập đấy. Ý là ông này không uy tín, đi đặt chỗ khác đi hiểu không mọi người.
đứng nào cười anh ấy. Này, thằng nào có hiệu làm nam giảm thâm môi làm cho anh phát. Môi anh hơi thâm. Nó gọi thím. Anh phải chịu khó vét má thì nó mới đỡ. Nó đang hỏi anh là có phải là cái cầu Phong Châu là anh đổ bê tông không? Nó vừa hỏi là cầu anh làm nó là chắc nét. Không, cầu đấy là bố của anh Phương. Đời trước. Đời trước nha, bố đời của anh Phương. Anh Phương. Không nhà anh làm bê tông ba đời. Còn mấy cái cầu của Hoàng nha anh. Lần sau. Anh này là bạn anh Phú Lê không? Anh này là đại ca. Còn kia là đại cốc. Chúng mày lần sau đừng bao giờ hỏi anh một cái lý do gì cả. Anh đã giải thích rồi. Tâm của Huấn là có tâm, có tầm, có tiền. Hạ Yên Bái cũng có tâm, có tầm, có tiền. Còn là đệ của anh thì chúng mày đừng bao giờ hỏi một câu gì về anh nữa. Bọn em là em út thôi. Đúng rồi. Đấy, nghe bọn mày nghe tự nghe chưa? Ta không nói nhá. Nên là đừng bao giờ nói thêm một cái gì cả. Đừng để anh nóng. Cho một xe đi. Bê tông đi anh ơi. Đừng để anh nóng, anh mà nóng là anh lại cống luôn ấy. Đây ca. Phương ok, anh không chê. Cái gì nó cứ lẩm bà lẩm bẩm nói cái to ra nào. Anh Huấn có điện thoại. Không được gì. Nó đâu. Anh chụp ba đình. Ôi giời. Đấy, đập điện thoại iPhone 16 em ạ. Anh xin lỗi anh. Đấy, người có tiền sợ đấy. Đại ca nói cái gì thì mày làm sao dọa đại ca ghê thế. Đấy. Vừa nói xong nó đập máy nó dọa mình luôn. Đâu có iPhone 14 ấy hỏng hình à. Tài khoản của quý khách không đúng. Người giàu nhất 5.0. Đây. Anh em thấy chưa? Đại ca bắn cho em 5.000. Ok, tí anh bắn cho. Mọi người nghe thì vừa câu vừa gì không? Đấy, mọi người cười. Cười. Đại ca. Đại ca bắn không anh rồi nhỉ? Là, để làm anh mất mặt quá. Người giàu nhất 5.0. Bao nhiêu con người đang xem mà đệ làm cái kiểu thế mất mặt anh quá. Anh Huấn máy hết tiền thuê bao quý khách kia. Em làm 50, em gọi anh một tháng. Không bao giờ ngờ thế luôn, thật mất mặt anh quá, thật. Đại ca ơi, chị hỏi anh Phương hổ bê tông sao, lại bảo là anh Phương cốt pha. Mọi người gọi trêu như thế mới chắc là vừa làm bê tông kiêm cả cốt pha. Ơ chị em, anh nạp 50.000 mà anh gọi nửa tháng làm gì đã hết nhỉ? Chính đó anh gọi tiết kiệm mới. Cái nhà mạng ấy bú láo nhỉ. Đại ca xử chắc là, nó không biết anh là ai đấy, nên nó mới thế đấy. Đặt xuống kìa. Đại ca 5.0 rồi mà. Mày hết tiền. Đại ca để em là phải xử bọn này. Một 1.9k. Bình thường ngồi với đại ca nó phải khác. Mai mà chắc là anh xem lại cái like là chắc là anh không buồn anh vỡ bụng. Anh Phương ngồi nhà anh vẫn đang hết 7 miếng ổi nó đến từ miếng. Mẹ, anh nói là ổi á. Đến 7 miếng ổi. Ổi này là... Tại là bởi vì anh Huấn anh bảo 350 triệu một cân. Ổi này là tưới bằng sữa bò luôn nhé. Tưới bằng tưới bò nên anh cơ chén không? Ngọt, ngọt như đường. Anh Huấn ơi, anh có muốn chơi với người này không để em kết nối? Mẹ, mình là chùm rồi còn kết nối với ai nữa nhỉ? Đại ca của mình nó bố đời rồi. Các anh em biết ngay. Chả đấy à? Thằng nào? Thằng nào? Em hiểu nó một câu. Em cười đau bụng. Thằng nào? Có tâm, có tâm. Có tiền. Có tâm, có tiền. Nhưng tiền tài khoản thì không có. Có tâm, có tầm, có tiền. Nhưng tiền tài khoản thì không. Thằng nào nhắn tin cái đấy chuẩn thế nhỉ? Thằng nào đấy? Thằng nào Trung... em nói một câu thôi để anh chủ thằng nào? Trung Dũng. Trung Dũng. Phú Lê. Phú Lê. Phú Lê à? Thôi Phú Lê thì thôi. Phú Lê tâm phúc của anh. Nếu mà thấy cái pin thì cầm. Bài nó quay lại. Đấy. Có đoạn video này chứng kiến. Cái bác là do anh Phương cầm lên đến cái buổi tối hai bãi cầm ấy. Này vui ấy nhỉ.
Nhưng mà giờ này uống rượu là à quên không nói. Nhưng mà không biết xanh hết đi. Cái rượu này nó khác gì nước mà người vùng cao bọn em uống khác gì nước mà anh. Em mời anh nhá, kính anh nhá. Đại ca. Nào, đại ca. Bỏ cái tay kia ra. Đấy đại ca cầm đi. Em kính đại ca. Chúc đại ca Phương sức khỏe, chúc gia đình đại ca Phương bình an, chúc công việc của đại ca Phương phát tài phát lộc 8386 nhá. Đại ca Phương mãi đỉnh, mãi chất, đẳng cấp luôn. Ok. Được. Ok, ok. Em à. Mai cái bà Xuân Mai bọn em cuộc đời mình nói chung là cuộc đời mình thì còn cái gì hơn nữa nhá. Đúng rồi em. Cái bà Xuân Mai mai bọn mày cứ vứt đồ vào trong bọn cho bận cho kiểm tra đây ship cái thằng đầu chọc. Chuẩn bị có một thằng khốn nạn phản bội ấy. Mình đại ca. Anh thanh lý môn hội ấy. Sao đại ca lại nói thế? Đấy, người ta đang bảo thế kìa. Ơ thế cái ba đấy của đại ca. Ơ đại ca, đại ca ở Hòa Bình chứ sao lại ở Xuân Mai à? Đang bảo. Này phản bội à? Em ơi lộn lộn, ba đấy của đại ca anh ấy. Không được đây mà, em ạ, mình phải bảo vệ cùng. Mày cứ lơ đi nhá. Rồi, anh ăn ổi, ổi này là ổi của... Em mẹ người ta xin em nhiều ấy. Em anh bắt cơm đi làm. Không bảo em ăn, ăn bên nhà anh Phú mà. Anh mày, ăn em lấy nhiều. Mày hấp cà mắm đi ghê hiếu. Đây, đây. Mày lấy tăm á. Hấp ơi, cho anh Huấn con cà mắm rát vàng nha. Cá, cá tù, cá mà mình trong tù hay ăn ấy. Anh xin em Phương, đưa cho đại. Đây, đây, con bên nhà con. Em ăn cơm đi em ạ, anh Huấn ơi. Đi cho mắm đi. Em cứ làm đi. Khả năng anh. Cà mắm này hôm qua hôm nọ anh bảo em ăn ngon hơn nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay ta thích ăn nóng. Anh kia nấu cho em phun lóng. Hấp lóng lên. Hôm nay cả nước mắm hâm. Mày mày đun cái nước mắm lên cho ta. Chấm nước nguội quá. Lâu rồi không gặp hàng đệ uống rượu ba như này. Hàng đệ mình nó tình cảm. Không phải đại ca, đại ca nhiều khi bọn em có tí men, đại ca em bọn em là cư xử sai gì đại okay. Ca phải rộng lượng bỏ qua. Ok. Ok ok. Đại ca bây giờ em bỏ lại em kính đại ca một chén. Thôi nói chung là chúng mày có mỗi thằng cho ta 5 củ ta đi có việc đấy. Đại ca mà hỏi tôi nữa là ăn cái bát đấy. Thật đại ca đến đoạn này đại ca lại xin 5 củ với ông mình. Đại ca gì mà xin 5 củ ấy. Đại ca xin đều thì mẹ nó đến tiền phát nó bảo đánh cả đại ca luôn. Bọn này đủ láo. Đúng, bọn này láo lắm. Đấy, vừa bảo có mỗi thằng cho ta 5 củ nó bảo ăn cái bát. Thì hóa ra ảnh giống Thái Cái Bình à. Đấy, đấy, anh vừa bảo mỗi thằng cho anh 5 củ phát thì mẹ nó bảo ăn cái bát. Bọn này em thấy không? Ca tẩu gì? Anh đại ca được... là, đã là đại ca đã sống phải sáng chứ, đại ca lại đi để bắt nạt các em. Bọn mày nghe rõ tên của ai và giọng của ai bọn mày nghe đấy. Em hiểu không? Mẹ, nó bảo thế thì... Nhưng mà anh đừng có kích động ở đấy. Tình nghĩa anh em chắc có bền đâu. Lúc đấy là em ngáo em mới cư xử cơ. Thôi giờ do nào mà hài cơ. Anh cứ kích anh Thái. Thế giờ anh Thái anh cú giá anh hiểu nhầm cái này có phải là đại ca đưa em vào chỗ chết không? Đấy là em tự nói anh chỉ nói giống nhau thôi chứ anh bảo gì anh đâu. Anh ví cái gì cứ ví anh Thái. Nhiều khi anh đại ca sống luôn. Đại ca đừng có làm kiểu ấy. Chính tỏ thằng thằng đệ huấn của anh nó rất quen tay bát đĩa em hiểu không? Rất quen tay. Nó ngồi nhậu ở đó mình phải phòng thủ. Em hiểu không? Tức là nếu mà đi nhậu ấy, có bát, có đĩa là mình phòng thủ. Còn nếu mà đi uống trà sữa thì mình không phải lo. Còn riêng mà đi nhậu như có bát, đĩa phải phòng thủ với nó. Bây giờ em mời đại ca một chén, đại ca có uống không? Có. Tốt nhất đại ca cầm chén uống đi. Ta không uống thì sao? Cái bát đấy. Cái bát. Đấy, mẹ tầm này thôi. Người ta bảo khôn không đến trẻ khỏe không già. Bây giờ mình già rồi, nó khỏe hơn. Thôi mình nghe nó uống cái, không nhớ đấy. Này đầu này thì nó lại bát cái đại ca này, ai nói thế em làm sao mà thì mày vừa nói đấy. Xong ấy thì anh nói thật thôi đại ca mày... nói thế em không bao giờ em vui mẹ đấy. Không có gì này
đẩy cá này, mùi cá thơm thích nhỉ. Thật, mùi này đúng mùi gợi cơm. Xem cá này được chơi nhỉ. Mày bê ra đi cái tằng. Bắn phải đóng, tôi đóng cái vài. Từ từ nó mới tắt chứ mày, mày bê tay luôn á, bỏng thì mày thả hết được bây giờ. Thế chắc bắn chưa đủ nóng rồi, nếu bắn thì không cần có đĩa đâu. Nóng. Không. Không đủ nóng, chưa bốc mùi đâu. Nóng rồi. Nóng chảy mỡ. Chưa nóng không bốc mùi đâu. Chẳng qua bỏng lắm rồi đấy, bỏng lắm rồi đấy nhưng mà chả vờ đấy. Không bỏng thật mà, chảy mỡ rồi, nóng. Đấy cơm ngon. Đấy mỡ rồi. Để tí nữa tắt. Lấy cơm này. Mày lấy cơm. Cơm phải có canh mới ăn được cơm. Không, cơm tù. Anh ăn cơm à. Sợ thật, đúng có mặt đại ca phát lên 22.000 người luôn. Chả thế à. Gì đại ca 2.000 người á? 22.000 người luôn. Đại ca là người nay đến sáng đi. Đây. Cái cơm đây mà. Nếu mà đông như thế đại ca ra đến sáng thì nhìn làm gì. Gạo dẻo nhỉ. Nhưng cao nhỉ. Gạo nhỉ anh là... Gạo nhà giàu. Gạo này là mua hết Brazil là 500.000 một kg đấy. Ôi, lên 25.000 rồi kìa. Nói thật luôn. Anh Phương ăn được. Không anh ngon. Ăn với cả mắm ngon lắm, không đủ ít đâu. Anh Phương ăn tí đi, anh Phương. Anh vừa đi cành bù đâu mà biết cả mắm ngon rồi. Cả mắm ngon lắm. Quay sang Huấn đi nhá, ok. Ôi, không sao, anh chiêu một cái anh quay nhìn thế là được thôi. Khóa máy hả? Không sao. Đây. Được rồi. Hai anh bái à? Đấy. 2.500 anh em đấy nhìn thấy được chưa? Anh nói thật với các em là anh sang các đệ Huấn ăn cơm nhưng mà có cái là anh không ăn được. Anh không biết ăn cầm mà. Chúng mày đừng bao giờ lần sau là anh live stream chúng mày đừng hỏi anh lý do làm sao cái gì cả nhá. Có hả? Cơm mắm ngon lắm em ạ. Cơm nó hỏng thổ. Thế ăn này cho ông nguội. Anh lật đít. Ngon. Cơm nóng ngon cả. Nhiều khi nhậu say chỉ thèm bát cơm. Không. Cơm mắm ngon. Vâng. Ăn gì ạ? Ăn cơm ở canh mới ăn được. Khổ mẹ. Mày gian cho anh Phương ít rượu. Đại ca ít rượu. Cơm mắm này của mẹ anh Phú. Mà anh tắt rồi mà. Trong nhớ là mày biết cái món luôn á. Cái gì? Mày nhìn cái món này nhá. Không cái này, không cái này thật đấy. Mà em cứ lấy một con mà em chưa làm. Em để gốc cây. Nó kia một cứ có này mà bấm test xem có con gì bậu không, nếu mà phải có con bậu hào. Anh đang ở Hà Nội em ơi. Ừ, nếu mà không có nào bậu vào nó tẩm ướt nhiều lắm ấy. À, vâng. Anh hôm nay ra chú đệ Huấn ăn cơm nên là anh không ở rồi. Anh không ở số mai anh đang Hà Nội. Rồi rồi. Con rồi có phải bẩn đâu anh, con rồi cực kỳ sạch luôn mà. Mọi người follow bên link của vâng. Cái gì nhỉ? Không, cả mắm này, cả mắm ngon. Cái lick của cô ấy. Ngoài em vừa mới hơi khô. Sư tử. Sư tử ấy, sư tử Hà Đông ấy. Mọi người follow sư tử Hà Đông ấy. Không, cái món này, cả mắm này tốn cơm chết này. Vâng, ăn ngon. Người đã dậy mùi từ lúc bắn trong nó thơm phức. Không, ngay thế để cơm mới ngon. Vâng, ngay. Thế đấy. Cảm ơn. Đại ca cầm chén rượu em mời tất cả mọi người. Đang hỏi anh vâng, test đại ca nói gì là mình nghe ngay. Đại ca anh ơi, anh Phương đại không ca. Bao giờ phải dùng Nuramen, anh Phương bảo rồi. Nuramen á? Ừ, đang hỏi anh Phương test thử Nuramen. Thì mẹ chú dùng công cụ chỉ là để cho Hương kiếm tiền thôi. Em đi. Chứ bây giờ anh em mình cũng phải biểu tình để test con Hương phát đi. Thì mẹ nó khô lắm. Mai anh em mình em anh Phú để đè mẹ ra. Chứ không, mình chỉ là công cụ kiếm tiền nó thôi. Mình phải test thôi. Bọn ông cứ bảo tôi thể hiện. Thiện cái đéo ấy. Thế bây giờ thằng Huấn nó là đệ tôi thật. Thằng Hà này đệ tôi thật. Chứ các ông cũng bảo tôi thể hiện. Thế bây giờ Hà đúng không? Dạ, đúng ạ. Phú, dạ. À Huấn đúng không? Đúng ạ. Thế bây giờ chúng mày cãi được không? Ta nói thật, chúng mày nghe rõ chưa? Huấn? Dạ. Phải đệ anh không? Phải ạ. Hà? Dạ. Thế bây giờ chúng mày cãi cái gì? Đừng có để anh này. Cấu anh nóng thì... Đại ca đừng cầm bát đại ca. Anh uống hôm nước em.
Lét. Thế nghe giọng chưa? Dạ. Nét luôn. Nét luôn. Cứ bảo anh thể hiện cái gì? Đúng không? Dạ vâng. Cứ phải nói để anh phải cáu nên nó buồn cười ra. Mày đi chút cơm với mày làm cá thế đi nhớ. Thế gì anh? Ta ăn dở mồm. Đưa đây em bắn cho, ấy chứ. Bắn đơn giản đấy ấy. Đấy, ăn con mưa, con... Mày chút cơm với chút cơm. Mọi người ạ, nói chơi vui vậy thôi, Huấn với tôi với Hà, Phú Lê là anh em ruột trong nhà luôn, nói thật. Nhưng mà lệnh của tôi nó cũng như khác như vừa tôi nói ấy, hiểu không? Cái gì? Huấn cho cái bát bây giờ à? Mày bị điên à? Em bị dở à? Đại ca cái dịch lung tung. Đấy cá đừng mốc kiểu cái gì? Cười kiểu gì? Một phút được không? Cái bếp cái gì? Một phút mày đặt một giây thì còn để. Không quen với nhà anh. Bạn ngồi chứ, bạn ngồi lại. Tắt đi về đây anh sao lại tắt? Đang là vui mà. Cái nọ ấy mua tỷ mốt ấy. À, với cháu. Nhà anh cần đồ tiền tỏi tủ lạnh anh mua 2.5 tỷ đấy. Hà ơi Hà, em đây bây giờ anh làm gì áo để muốn về thì em đưa anh đi Trần Duy Hưng, em bảo là gì nữa à? Về làm cái gì? Đi đưa anh đi Trần Duy Hưng ạ. Trần Duy Hưng tủ lạnh này trên thế giới chỉ có 10 chiếc thôi, nhà anh con chiếc. Chưa được cái mày được rồi, nó chảy xèo xèo đánh hơi chưa thấy mùi. Mày mở ra nó có mùi gì? Có nào nào mở ra đấy. Mình kêu ra mở đây. À đây đây được rồi, nó khác. Không. Để thằng bỏng ấy. Nóng à. Cái nò vi sóng nghe em mua có mấy chục triệu thì làm sao mà so với cái nò vi sóng 1 tỷ được em. Anh vừa bảo 2 tỷ giờ anh lùi. Có mấy cả chủ. Xeo xeo kìa. Xeo xeo ấy. Xeo xeo. Làm ơi. Anh mình tin. Anh có lên thường, anh ít lắm. Chú Phương này say rồi, đúng rồi. Chú hôm nay hơi... không phải say mà phê luôn, phê chú là phê. Đại ca ơi, đứa nào bảo đại ca say? Em đã bảo. Hello anh Phương, hello em, tóc anh đẹp thế. Nó đùa, nó nói đều đại ca. Đại ca làm gì có tóc thế? Thế là em của anh Thái. Ngày xưa cái mang thú mà bị ban đầu đầu mình. Để các ăn nóng ổi thế. Ăn miếng thứ 8 hồi nãy nó soi 7 miếng mà. Ổi tưới bằng sữa bò nên mình phải ăn nhiều ổi ngọt tưới bằng sữa bò. Mấy cái đây? Anh thương mang thú là kiểu có tóc luôn, không lại cắt đi chọc luôn. Đúng rồi. Anh hả? Ý là kiểu anh có tóc thôi, mà anh mấy anh Phú là hay kiểu cắt đi cho có tóc đâu mà cắt. Dầu gội gì vậy anh? Không. Anh là anh toàn lau đầu. Ý là không mỏng tóc anh. Có phải ấy đâu mọi người. Em không biết rồi, em hỏi. Ý là không mỏng tóc anh. Em tưởng các anh là kiểu có tóc không, cứ cắt đi chọc để kiểu em ấy. Mà đây là cạo đi. Nhưng mà vẫn mọc được tóc dài cái kiểu. Mọc anh để mưa sáng nó dài như mày luôn. À thế thì em cũng tưởng này là không mỏng tóc. Mày hỏi đều lễ cành. Mày hỏi đều sư tổ à? Thế mày nhìn anh hàng ngày chưa đâu? Thế nó như thế rồi ấy. Anh làm ăn được anh? Ừ, tí rồi. Chị làm mắc cơm chị? Chị không, hôm nay chị ăn ở kia. Mời anh chẳng ra. Ôi, anh dính hết miệng kia. Anh sạc một tí cho anh còn có pin không? Có hết pin không? Có hết pin không? Anh đang sạc thì máy hết pin về. Không. Anh nói thật với em là nếu mà không có pin là hết mất địa bàn luôn không? Mất địa bàn, mất pin. Em bảo không? Em phải sạc pin. Vậy em follow kênh này cho anh đi. Kênh này là kênh của đệ anh. Follow kênh đệ anh đi. 2.000 người đang anh follow, tất cả 2.000 người follow đệ của anh em. Đứa nào vô đâu vậy, cá đá tung diều cho anh. Mỗi anh em follow mai
Huấn chuyển cho 200.000. Đấy, follow đây. Vậy em follow, ai follow Mai huấn chuyển cho 200.000. Máy em đang sạc đúng không? Có cái lịt. Có lịt. Đại ca. À. Đại ca có biết Khương Điều? Biết gì? Khương Điều. Khương Điều à? Có. Khương Điều bản mộc ấy. Hai nghìn em follow kênh này đi em. Xong rồi mai anh đã có chương trình rất vui nói chuyện cho anh em nghe. Thực ra follow có gì đâu, chỉ ấn một cái thôi mà, có gì ảnh hưởng đâu. Mất mát ở đâu, đúng không? Nếu không ấn được follow thì nó rồi. Ấn một cái là được mà, có gì đâu. Em xin theo anh với á. Nếu mà em theo anh thì với anh em, nếu mà em theo anh bên cận anh của em, nếu mà em mà bên cận của anh thì cận anh thì gọi Huấn là đại ca bởi vì em tết á. Nếu mà bây giờ nếu mà em mà bên cạnh anh á và theo anh, nếu mà anh nhận em là bên cạnh anh cho nó lên cái chức đội trưởng đội đảng bữa anh. Nếu mà bây giờ em mà bên cạnh anh thì bê Huấn là nhị đệ của anh, thì bên cạnh anh thì em gọi Huấn là sư thúc. Chú thúc là bác rồi anh. À? Chú thúc là bác. Đâu? Được chưa? Chú thúc. Nếu mà muốn đi cạnh em thì phải gọi. Bây giờ nha. Bây giờ nếu em muốn bên cạnh anh mà anh nạp em phát là em phải Huấn là sư đệ, nhị đệ của anh thì em phải gọi